Đúng má, mọi người với đây David ăn thử đồ ngọt của Việt Nam. David phải ăn lẹ, gia đình của David thích ăn đồ ngọt lắm. Mẹ của David cái tướng ba bự như trâu vậy á, mà bà tiểu đường nữa, mà bà ăn đường như quỷ vậy á. Tối ngày bà ăn yến, bà nói bà sổ phao. Ăn yến cái gì? Làm biến thì có chứ. Cái con quỷ chị hai của David á, cái con đã súng găng sâu ăn muốn hết găng luôn á. Mà nó thấy đường rồi nó giọng à. Ham ăn hớp uống dễ sợ á. Mà đi mua cái này gặp cái bà đang tính tiền nữa. Biết bà nói gì không? Con đẹp trai quá mà sao con lùng quá vậy? Địch mẹ nó, bả hơn bả già á. Thôi là kêu bả ra ngoài rồi á. David không có dẫn chơi mấy cái đó đâu. David thử bánh da lợn. Đụng mẹ nó ngon quá à. Nó dai mà nó không có ngọt quá. David không biết cái nhân này là cái gì mà nó ngon. Bây giờ David thử xôi. Mẹ cứ David thử làm xôi rồi á. Bả làm xôi cứng thấy mẹ luôn. Bả không biết nấu đồ ăn. Bây giờ David thử xôi. Đồ ngọt của Mỹ á, ngọt như đường vậy á. Mà của